BMW, VW, Audi, Porsche, Ford và Daimler đã ký kết thỏa thuận đầu tư mạng lưới 400 trạm sạc siêu nhanh dọc theo các tuyến đường cao tốc tại châu Âu nhằm mở rộng phạm vi hoạt động cho những chiếc xe chạy điện. Theo thông báo, các trạm sạc sẽ cung cấp nguồn điện công suất đến 350 kW dùng điện một chiều. Công suất của trạm sạc này cao hơn rất nhiều so với trạm sạc siêu nạp của Tesla với công suất 120 kW, cho phép một chiếc Tesla chạy thêm 170 dặm sau 30 phút sạc. Mạng lưới trạm sạc của châu Âu sẽ sử dụng chuẩn sạc CCS, tương thích với các phương tiện chạy điện hiện tại và những mẫu xe trong tương lai của Fiat Chrysler và Hyundai. Hoạt động xây dựng đã được lên kế hoạch bắt đầu từ năm 2017 và hoàn thành vào năm 2020. Nhóm các nhà sản xuất xe hơi kỳ vọng sẽ làm thay đổi mạnh mẽ trải nghiệm sạc pin cho xe điện, đạt được sự tiện lợi tương tự như đổ xăng tại trạm xăng thông thường. Các công ty sản xuất ô tô khác và các đối tác khu vực cũng được khuyến khích tham gia xây dựng mạng lưới trạm sạc cho xe điện và thỏa thuận đầu tư nói trên vẫn đang chờ được phê duyệt với nhiều điều khoản cần được xem xét. Tại Mỹ, theo công bố của Bộ Năng lượng thì hiện có 1.881 trạm sạc nhanh dùng điện một chiều và 4.109 ổ sạc tiện lợi dành cho xe điện. Hệ thống Tesla Supercharger chiếm 297 trạm sạc và 1.973 ổ sạc dành cho xe Tesla, một tỷ lệ rất đáng chú ý. Vào tháng 9, Jack Boyce, BMW và Volkswagen công bố họ sẽ xây dựng 95 trạm sạc nhanh dùng điện một chiều dọc theo hành lang của hai tuyến đường cao tốc, một tuyến từ San Diego, California đến Portland, Oregon và tuyến kia từ Boston, Massachusetts đến Washington, D.C. Hồi đầu tháng 11, Tổng thống Obama và Bộ Vận tải DOT đã chọn ra 48 hành lang cao tốc xuyên suốt nước Mỹ để xây dựng các trạm sạc cho xe điện. Dự án này được tài trợ bởi nguồn vay đảm bảo $4.5 tỷ từ các công ty hợp tác xây dựng hệ thống trạm sạc.